mọi người. Ngày hôm nay thì Trâm đi quay game show và Trâm sẽ quay một cái clip, gọi là một cái clip hoạt động hàng ngày của Trâm cho mọi người xem nha. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi qua chỗ quay game show. Và trước khi đi qua đó thì Trâm sẽ ghé một cái tiệm gọi là cái bánh mì ở vỉa hè thôi, nhưng mà cực kỳ ngon luôn và Trâm rất là thích ăn. Dường như là sáng nào mà đi ngang qua cái đường này á là đều phải ghé lại mua một lần hai ổ. Ăn một ổ thôi, còn một ổ là cho. Cho nên là bây giờ mình sẽ ghé đó trước nha. Sáng ra đường đông dã man, lấy ra tới chỗ quay đó cứ căng thôi là căng, căng như dây đàn vậy đó. Kì nhích. Nhưng mà không sao, bà Trâm là tay lấy lụa, kinh nghiệm lái xe 5 năm rồi. Ghê không? Lì lắm, liều dã man luôn á. Ngày xưa đi mua cái xe lúc đó còn chưa có bằng nữa. Liều. Chạy nhông nhông ngoài đường á, mấy tháng không có bằng. Đừng báo công an bắt nha mọi người. Nhờ báo thì cũng không còn bằng chứng nữa đâu. Mình sẽ mở cửa trời ra cho nó sáng nè. Đó, thấy chưa? Hồi cái chiếc xe đầu tiên mà Trâm mua là lúc đó cũng mới biết chạy cho nên là đi là chuyên gia va quẹt luôn á, chúa va quẹt luôn á. Mà không hiểu lúc đó như là không hợp với màu trắng hay sao mọi người. Đi đứng yên một chỗ thôi, người ta cũng quẹt vô nữa. Thiệt luôn á. Cái xe đầu tiên của Trâm là cái xe gọi là tội nghiệp nó nhất luôn á. Nó va quẹt tùm lum hết. Nhưng mà tới cái chiếc này thì kinh nghiệm lái đầy mình rồi cho nên là nó hạn chế. Bây giờ mình không va quẹt người ta thì người ta cũng sẽ va quẹt mình. Cho nên là giờ đi xe là không tránh khỏi cái trường hợp đó được. Nhưng mà giảm được cái đoạn nào là hai đoạn đó. Chứ không là xe này đi mỗi lần đi chỉnh sửa hay là đi bảo dưỡng gì đó cũng tốn tiền dữ lắm. Cho nên là đi giữ, không dám chạy ẩu luôn á. Đây, cái quán bánh mì này thì nó là một cái xe nhỏ đó nha mọi người. Ổ bánh mì nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh và nó nằm trên đường Đồng Đen nha. Đây, cho mọi người coi nè. Đó, xe đang tấp vô rất là nhiều. Nãy con hai ổ bánh mì nha chú. Bảo đầy đủ luôn ạ. Đây là cái xe bánh mì mà sáng nào dường như là đi ngang qua đường này Trâm cũng ăn hết mọi người. Nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó rất là ngon luôn, mọi người coi thử nè. Ở đây sau khi người ta làm xong người ta còn nướng lại nữa. Ở kia. Tên đây đó mọi người thấy không, hai ổ bánh mì nè. Dường như là ngày nào đi ngang qua đường Đồng Đen á là Trâm cũng sẽ ghé mua hết trơn á, cho mọi người khám phá ổ bánh mì bên trong. Mình đang lấy xe nữa, bình thường là vừa lái xe vừa ăn luôn đó. Đây một ổ bánh mì rất là nhỏ gọn, sáng nào cũng ăn bánh mì hết trơn á. Mì giòn rụm luôn, tại vì người ta nướng rồi á, nướng lại rất là ngon. Tại vì bên trong có ruột, bên trong của bánh mì ngon cả mang cay nữa. Ngon lắm mọi người. Bên trong có thịt, đặc biệt là bánh mì này á, người cho ta cho rau vô rất là nhiều luôn nên ăn không có bị ngán. Cho nên có khi mà Trâm đói quá, Trâm tính là trưa Trâm nhịn đói á, để Trâm giảm cân á, là sáng là Trâm sẽ quất hai ổ như vậy nè. Ăn khỏe lắm. Nhìn như mang quay phim. Còn ổ này là cho ăn quay phim nha, một hộp quay phim ăn nha. Đi quay á cực lắm, không có sướng như mọi người nghĩ đâu. Ai cũng tưởng là diễn viên là kiếm được nhiều tiền rồi làm việc là sung sướng, không có đâu mọi người. Làm á là quay, ví dụ như từ sáng, là ví dụ như hôm nay rồi Trâm quay có mặt á là 8 giờ đi, là 6 giờ rưỡi là Trâm phải dậy rồi mình chuẩn bị đồ đạc mình đem theo ha,
xong là 7 giờ mình phải ra khỏi nhà, chứ mà đi trễ quá là đường nó sẽ bị kẹt xe, cho nên là mình phải tranh thủ mình đi sớm. Đi sớm là càng sớm thì càng tốt, chứ càng đi trễ là kẹt xe là bị trễ giờ, trễ giờ sẽ bị phạt đó. Rồi quay á là quay liên tục từ sáng cho tới tối, ví dụ như hôm nào mình quay nhiều quá là không có một cái thời gian nào nghỉ luôn đó. Buổi trưa là ăn cơm xong là tranh thủ chụp mất khoảng 5-10 phút gì đó, xong là quay tiếp. Mà quay chưa kể những quay những cảnh khó nha, cảnh khó là quay tới 2-3 giờ sáng rồi nọ, nên nó cực lắm. Ai cũng nghĩ là diễn viên sướng rồi được người ta phục vụ này nọ, không có đâu. Đi phim truyền hình á nó khác với phim điện ảnh đó mọi người. Phim điện ảnh thì đúng là sẽ sung sướng hơn, diễn viên được gọi là nâng niu hơn. Còn đi phim truyền hình á ngay cả đồ diễn viên cũng tự lo nè, đồ đạc bận cho vai diễn á là diễn viên tự lo nè, đi tới chỗ quay cũng tự lo nè đó. Nói chung là phải tự lo rất là nhiều luôn. Mà tiền cát xê thì bây giờ nó không có được như ngày xưa nữa mọi người. Phim bây giờ bão hòa rồi. Rồi diễn phim á là ví dụ như là quay được 10 tập thì mới được nhận được bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ bộ phim 30 tập đi, thì cứ 10 tập là nhận được bao nhiêu phần trăm, có khi á bị quỵt tiền luôn. Trăm là trăm bị quỵt hai lần rồi, không bao giờ trăm quên được. Mới lần đầu tiên vô nghề đi cái phim thứ hai thôi đã bị quỵt rồi, rồi chưa kể là bị ép cát xê. Lúc là lúc mình mới vô nghề chua cay lắm, không có đơn giản đâu, không hề sung sướng. Lúc cho mới vô nghề trong làm được một phim hai phim mà trong định bỏ nghề luôn mà. Rồi trong nghĩ sao cái nghề này nó kinh khủng quá, nó bạc bẽo quá đó, muốn bỏ nghề luôn. Nhưng mà lúc đó là kiểu giống như mình đi phim rồi á, mình yêu những cái vai diễn á, mình thích được diễn vai này vai kia á, xong mình cố gắng đó, mình phải kiểu giống như là mình phải học cái chuyện mà chấp nhận, tại vì công việc này chắc chắn nó như vậy rồi nên là phải chấp nhận thôi. Chứ hồi đó mới vô nghề rồi bỏ nghề hoài luôn á, nghĩ là sẽ bỏ tại vì không thấy nó cực quá mà gian lao á, bị chèn ép này nọ đủ kiểu á. Tiền cát xê thì á hả bị người ta ăn chặn, rồi đi quay á thì á hả người ta chỉ trân trọng những người mà gọi là đóng vai chính thôi, mặc dù là chăm chưa bao giờ chăm đóng quần chúng hay là vai phụ cả, chăm đóng toàn là vai thứ chính hoặc là vai chính không à. May mắn của mình á mà chăm thấy cái cách người ta đối xử với những bạn mà đóng vai quần chúng nè, rồi những cái vai nhỏ người ta không có trân trọng mọi người. Là cũng tùy đoàn thôi chứ không phải đoàn nào cũng vậy, nhưng mà đa phần là chăm thấy như vậy đó, chăm thấy tội. Chúng ta cũng đi làm cực khổ cả ngày trời á, giống như quần chúng á, cả ngày trời. Ngày xưa là đi nguyên một ngày trời luôn, chỉ có 120 ngàn thôi đó, cực lắm. Mà đi tới đi lui không có một câu thoại nào, nắng cũng phải đi, mưa cũng phải đi, kiểu là như vậy đó, cực quá cực. Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận người ta đi là tại vì người ta yêu thích, người ta thích được lên tivi đó, cho nên là mình thấy như vậy mình thấy tội. Còn có phim chăm đi á hả, 2 năm chưa trả tiền. Còn có phim tới giờ này còn nợ trăm mười mấy triệu, không bao giờ trăm quên được. Mười mấy triệu, 11-12 triệu gì đó. Tuy là 11-12 triệu đối với một người nào đó nó khá nhỏ, nhưng đối với trăm nó to như bánh xe bò. 11-12 triệu là mình có thể gửi về quê cho mẹ thời điểm mà cách đây 3-4 năm về trước á. Nó quan trọng lắm chứ bộ. Nếu mình làm mình có tiền, người ta đi phim mà mọi người nghĩ đi quay cực khổ trên Hóc Môn, Củ Chi một tháng trời ròng rã. Ngày nào cũng chạy xe máy lên tới đó quay, nắng mưa gì cũng đi, cuối cùng xong phim thì đã chiếu phát sóng luôn rồi mà tiền thì nhà sản xuất không trả, giờ đòi thì không đưa luôn, rồi công ty phá sản luôn, cậu không biết đòi ai luôn, bó tay luôn. Chuẩn bị 2 phim như vậy rồi đó. Tới rồi nha mọi người, chúng ta sẽ khám phá phim trường Khang nha. Ủa chú vừa nói gì vậy? Dạ. Rồi từ từ mình sẽ lấy túi đồ nghề đồ ăn. Chị
lâu rồi mới gặp. Hello em. Trời ơi, được chơi, tôi ngồi, chị chơi với Lê Nghĩa hả? Đúng rồi, chị với Lê Nghĩa. Yeah. Trời ơi, hello bạn Hiền, hello. Hello. Dữ đó hả? Tím, tím, tím. Hello anh, hello, hello Phi. Năm rồi cũng tím, năm nay cũng tím. Ờ, năm ngoái cũng tím, năm nay cũng tím á. Cái màu gì mà khó tìm muốn chết luôn á. Thì năm trước thì bây giờ không thể đổi người ta màu khác được, suốt ngày bắt màu tím hoài. Mà trong khi màu tím là tím thủy chung mà mình có thủy chung đâu mọi người. Các chơi đừng cọc nha. Cọc chứ, chơi quýnh lộn luôn á. Cọc là sướng của năm nay mà. Đúng rồi, lên là một hồi cứ nhào vô đánh. Hả? Dễ hả? Hôm nay thì giống như thiêu Olympic gì đó. Này là nữ hoàng bán càng ghẹ. Giờ hết mùa rồi. Hết mùa rồi phải không? Bình thường 9 giờ tối Phi ơi gửi cho trăm ký càng ghẹ. Hôm nay mình game show tên gì ta quên mất tiêu rồi. Cười vui. Cười vui, cười vui của truyền hình Vĩnh Long. Đúng rồi. Sẽ có 6 người chơi và mỗi người, mỗi đội là 3 người. YouTube đó người ta được nút vàng rồi đó. Ghê chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, nút vàng là... Mọi người ơi, hãy cùng follow trang của Trâm đi, rồi xong mua đồ cho con Trâm nữa. Tội lắm, thân phận con gái. Nó giỡn thôi, nút vàng là mơ ước rồi, hiểu không? Ừ. Mà bán, trời ơi, bán, thánh bán, chửi, Minh Dự. Bán đồ riết mà đổi mẹt rồi xong đời giờ đổi qua, chuẩn bị qua bọt nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, chắc giàu lắm. Giàu, trời ơi, tôi giàu lắm. Ai nói mình giàu thích lắm hả? Đúng rồi, ai nói mình giàu mình thích lắm. Giàu tình, giàu nghĩa mọi người. Ủa con trai mày làm tóc gì kỹ dữ vậy? Con gái, đừng nói gì nữa hay xong. Cái suốt ngày cứ tím hoài luôn á. Chấm Thi đi nè. Em mà Thi cười xuyên Việt hả? Chấm hài hước quá trời. Trời ơi, em mà hài hước. Đó rồi, chị có làm không vậy? Còn em này em hài lắm nghe, là em bị du duyên đó mọi người. Thôi, đây không có hài rồi đó. Chứ giờ mời tất nhiều hàng Thi đi Khải ơi, nó muốn Thi đó. Bây giờ thắt được một cái, còn một cái không thắt được. Mình để dài luôn đi. Chán ghê á trời. Biết chị mặc đồ quẩy để rồi. Chú Nguyễn đâu mặc đồ tím đâu. Yêu cầu màu tím cho nên là mình sẽ quyết định là đánh một cái màu son cũng rất là tím luôn nha mọi người. Tím liệm tìm liêm. Chị Nga đâu có ép đánh màu khác đâu đúng không? Là lát nó diễn nét cọc nguyên chương trình rồi. Trời ơi, cái màu tím này mọi người lầy dễ sợ luôn. Thôi đi qua đánh đổi màu son khác ha. Chơi ngu ghê luôn á mọi người. Đánh màu tím chi giờ bôi lại cái môi sưng dù luôn á. Má hồng đâu em, cho chị miếng đi. Giả đâu mà cướp. Tắp xong rồi. Đừng ra tắp ngang thôi. Rồi đi thôi, đi ra thắp nhang thôi. Trước khi quay thì mình sẽ đi thắp nhang. Ngày nào cũng là một cái bữa đi làm để giảm cân. Thắp nhang mọi người. Bé có hột quẹt không bé? Rồi, rồi bữa nay sao phát tướng như vậy? Lâu rồi mới được quay với Khang. Ôi sân khấu của mình màu sắc quá à. Dường như không có màu nào em thích trở nên trơn. Em thích chỉ có thích màu tím thủy chung thôi. Chị làm nguyên cái sân khấu màu tím đi chị. Trâm chỉ có thể cho mọi người coi tới đoạn phim trường thôi rồi Trâm sẽ quay. Tại vì một hồi nữa quay game show thì cái game này mình chưa phát sóng nên mình không có được chiếu lên YouTube, cho nên là chỉ quay được hậu trường thôi nha mọi người. Bây giờ thì Trâm sẽ quay đây. Bye bye.
Còn mấy chồng đỏ ngu 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 ngu. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào các bạn đang đón xem chương trình vui. Và đội của mình tên là Giận Tím người. Trời ơi, nó nguyên một ngày trời đi quay game show là như vậy đó mọi người. Quá đuối luôn. Giờ cũng đã xong rồi, bây giờ về thì bây giờ cũng đã mấy giờ chiều rồi. Nên là về sẽ nấu cơm ăn. À, hôm nay là nguyên một ngày trời đi quay game show như vậy đó. Lúc đi thì huy hoàng, lúc về thì điêu tàn nha mọi người. Đâu kịp, bởi vậy nói rồi đâu có kiếm tiền đơn giản đâu. Giờ cực nữa, rồi nè, ăn bột rồi tùm lum la hết trơn á. Rồi bye bye mọi người nha. Vậy là xong một ngày làm việc rồi. Hẹn mọi người vào clip khác. Nhớ đăng ký và nhấn nút thông báo để mà mỗi lần trong up clip là nó sẽ hiện lên cho mọi người coi nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.